Hello, xin mến chào tất cả mọi người nhé. Chào anh em nhé. Hôm nay mình để nhận được cái con khoan pin, con mở ốc Hitachi. Lần trước là mình cũng đã sửa cái con dòng Hitachi này, là dòng bắn vít. Con này con mở ốc, vừa mở ốc của bắn vít. Thì cái dòng khoan pin này qua quá trình làm thì mình đã gặp, đã sửa và bán, thì mình đa số là lại gặp cái dòng Hitachi nó hay có lỗi. Đây cũng là một cái lý do để các bạn có thể lựa chọn nhé. Cái chức năng bấm điều khiển này nó vẫn có tác dụng, bấm tắt mở này. Pin vẫn báo này, nhưng mà bấm quan không quay, đèn led vẫn sáng. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra và kiểm tra thay thử xem là nó ở cái lỗi gì. Qua cái video này thì mọi người nếu có sự lựa chọn cho mình, mua cho mình một cái khoan pin mà hàng Trung Quốc, mà người ta thương hiệu Hitachi này, thì mọi người cũng phải nên cân nhắc lựa chọn nhé. Bởi vì là mình gặp sửa con này là vài lần. Cũng là dòng khoan pin thì cái thương hiệu Makita thì chỉ thấy nó hỏng cái công tắc, hỏng cái cò của nó thôi, chứ chưa thấy con nào nó hỏng bo mạch điều khiển. Nhưng cái dòng Hitachi này thì mình đã gặp mấy con là nó hỏng cả cái bo điều khiển. Qua đây thì mọi người nếu muốn mua sử dụng thì cũng tìm một cái thương hiệu nào đấy nó chất lượng hơn để mua và dùng. Đối với dòng Hitachi này thì mình nghĩ là chất lượng nó hơi kém một chút, bởi vì là nó hỏng, nó có đến anh em thợ thì thợ mới biết là nó bị hỏng, mà nó hay trục trặc. Còn cái dòng mà nó chất lượng nó cao hơn, hoặc cái model nó cái hãng nó bền hơn thì nó không hỏng, thì cũng chẳng lấy đâu ra mà chia sẻ cho mọi người cả. Kể cả nhà mình có bán khoan pin thì đối với dòng này chắc chắn mình sẽ không những bao giờ nhập về mình bán nữa. Bởi vì bán mà nó hay trục trặc, nó hay bị lỗi thì nó giảm uy tín cửa hàng đi. Đây là cái bo mạch điều khiển. Thì cứ đối với dòng bo mạch điều khiển của con khoan này này, thì với tất cả mọi người thì mình không biết có anh em nào có cái trình độ cao hơn thì mình không biết. Thế nhưng đa số là thay sẵn hết, mua bo về thay hoặc là mua cò về thay, chứ còn không ai sửa được. Bởi vì là cái vỏ mạch nó đổ với keo hai thành phần này, nó đổ vào những linh kiện này nó lật ra là bị bung hết mọi người ạ. Thì trước tiên mình sẽ thay thử cái công tắc xem. Nào.
Bởi công tắc khi bấm nó vẫn lên điện thì mình nghĩ là công tắc có thể là vẫn còn ok. Nhưng mất tiện đồ thì mình cứ thay thôi. Giảm chi phí cho người tiêu dùng chút nào là hay chút đấy. Còn thay cái này thì nó rất là dễ dàng, đơn giản đối với tất cả mọi người. Chỉ có điều là chọn mua cái bo mạch của cái hãng nào nó bán nó chất lượng cao để về thay thôi, chứ còn đồ đạc nó bán sẵn rất là nhiều. Đây mình đã mua này của cái hãng TS. Mình nói với cái đại lý là phải mua cái hàng tốt chứ không mua hàng rẻ. Bây giờ mình sẽ thay cái cò trước này. Và mình sẽ nắp cái pin nó và thử test xem là nó có ok không. Bây giờ mình sẽ bóp cò này, đèn nó sáng rồi, xem khoan có chạy không nào. Này, không chạy mọi người, chắc sẽ chết cái bò được. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cho thay cái bo này vào. Dòng này thì mọi người cứ yên tâm, anh em thợ thì không phải chia sẻ nữa rồi. Thì những anh em điện cơ mà không hiểu sâu về điện tử thì cũng có thể băn khoăn một chút, nhưng mà nói tóm lại là cứ thay hàn và mua mới thay hàn, không cần phải đo đếm gì cả. Thì trước khi thay mình cứ lần thứ tư cho nó dễ dàng, chứ còn thực ra ba cái dây này thì thay vào nó ở vị trí nào nó cũng được, khoan nó cũng chạy, bởi vì nó là chuyển thành cái động cơ 3 pha. Nhưng có điều là khi bấm đảo chiều ấy, thì nó không theo được như ý. Bấm ngược thì quay xuôi quay ngược thì mình chỉ đảo ba cái dây, đảo hai cái dây cho vị trí nhau nó lại trở lại bình thường mà. Nên riêng dòng này không sợ nhầm lẫn nhé, cứ hàn cứ gắn. Riêng dòng khoan pin bo mạch thay thì không sợ bị cháy hỏng. Có điều nó chỉ có đúng chiều đảo motor mà thôi. Đây cái công tắc mới thì mình sẽ bỏ ra, mình sẽ test luôn cái công tắc cũ.
cái này tí mình phải nhấc ra mình thay luôn này, bởi vì nó vào đây là nó không vừa. Nếu mà muốn vừa thì phải kê lên đây. Bây giờ mình sẽ test rời. Loại mới này cái chân nó không vừa mà lại phải tháo ra hàn này. Riêng dòng khoan này thì mình cũng lưu lại với mọi người là chỉ mua bo mạch của hãng tốt là được. Chọn mua cái hãng uy tín. Và tất nhiên cái hãng nào tốt thì chỉ có người tiêu dùng người ta mới phản ánh đúng thôi. Chứ còn thực ra là người ta bán thì nó cũng chỉ là một phần. Tất nhiên người ta mua đắt thì nó là tốt, còn mua rẻ, hàng nó có bán rẻ thì đôi khi nhiều cái hàng rẻ nó vẫn tốt, chuyện bình thường. Nhưng mà là đồ mà hàng rẻ mà tốt thì hiếm ít. Đấy là theo kinh nghiệm mua bán của mình. Nóng quá. Nắp nó vào rồi đó. Bây giờ mình sẽ test thử nhá. Ok. Khoan chạy ngay các bạn. Ok, như vậy là con này nó chỉ hỏng mỗi bo mạch thôi nha. Mà mình lưu ý cho anh em và cũng có cái lời khuyên là anh em nếu như muốn mua sử dụng một cái khoan pin để mở ốc, mở vít thì mọi người cũng nên chọn một cái thương hiệu khác. Bởi vì cái thương hiệu này mình đã gặp và sửa chữa cho anh em nhiều lần rồi. Nó đều xảy ra đối với dòng Hitachi.
anh em thấy mình chia sẻ hay thì hãy tặng mình một like nhá. Và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để xem tiếp những cái video tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ đấy, những cái kinh nghiệm mình đã gặp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người thành công trong cuộc sống.